Trời ơi con gái mày lớn quá trời ơi. Không còn là cô bé Mẫn Nhi như gì đó. Người hùng tí hon năm nào. Bây giờ thành người lớn rồi. Thì mọi người sẽ mập cái thời gian mà là không có vậy. Đẹp quá con. Bố hôm nay đi học chưa? Dạ hôm nay là năm cuối rồi, con đang chuẩn bị ôn thi. Cái này rất là có tố chất làm nghệ thuật nhưng mà nói chung lo học, đang lo học. Học xong rồi cái thi đậu đại học rồi xong rồi già luôn. Bye bye nghệ thuật luôn nha con. Đi theo chú bán bánh mì nha con. Lúc đó con sẽ đi theo chú bán bánh mì. Giống không? Nhìn giống hai cha con không? Không có. Đây là bố con tình nghĩa nha, chứ không phải là nhìn cái miệng đó, cái môi dày là biết là giống. Rồi lát chú lên chú bán bánh mì nha. Dạ lát chú đi con, mà lấy hồi con mua chú có lên bán không? Bán nhớ, con ăn gì? Dạ con ăn tám ổ hả? Dạ sáu. À không, với là con với mấy bạn của con với mấy một con tám ổ. Tám ổ mà không chịu hả? Rồi ok chơi luôn. Gì nói chung gì đồng tiền mình chỉ có mới có 3 tiếng rưỡi à, 6 rưỡi tới 10 giờ là 3 tiếng rưỡi mà thấy bắt đầu hoa mắt rồi á. Rồi thôi để chú lên chú làm cho. Rồi ok. Cho nữa. Rồi để lấy ra. Số 7. Số 7. Làm rồi luôn hả? Rồi đây nè, chú làm nhanh không nè. Thấy tốc độ của chú ghê chưa? Tốc độ tên lửa luôn. Đây đây con. Nhi. Cái này là để chú giải thích cho này. Cái này là và giá gốc là 15 ngàn. Nhưng mà khi mình làm cái này thì tụi con ủng hộ 20 ngàn. Là tụi con ủng hộ 5 ngàn cho cái chiếc xe đường trường. Còn có một số người nó có điều kiện hơn đó, thì người ta sẽ ủng hộ cho hơn. Có người còn mua thì đã được 10 triệu luôn. Có đây rất là nhiều các bạn. Có người mua ổ thì cũng được. Có luôn là các bạn tụi nhỏ làm gì nhỏ có nhiều là quyền yêu. Anh ơi, em chương trình tế đang đi tới. Đưa sao coi cho được đó, đưa nha. Cho ai lô sáng trả giùm em nhớ. Ủa, cho 300 ngàn luôn mấy bạn này, con nhà giàu quá ha. Ăn ổn mì chơi sọt hay dám chứ cho tôi 300 ngàn luôn rồi, ít hơn chứ. 7 ổn, 8 ổn. 8, 3, 24. 24 là còn dư 60 luôn. Vậy là hơn 30 ngàn luôn, 35. Nói đùa chứ các bạn con nha. Con bỏ vô đi. Con lại bỏ vô trong nè. Bỏ phiếu này vô là trừ tiền nghe. Ôi trừ tiền nữa. Rồi sao? Con bỏ đồng hồ không? Chú mở nắp cho bỏ vô. Dạ, mở luôn đi. Mở nắp bỏ đồng hồ vô. Được, ok. Đồ hơi. Bỉ à? Nó đâu bị ngã nha. Đó, gì để em mua xong rồi bây giờ. Đúng rồi, mình làm nữa. Đây là đợt 1. Đợt 1 là 2 ngày, ngày hôm qua thì tôi vừa bán trước. Anh nói sao? Còn đợt tới thì có thể là anh bán trước, tôi vừa bán sau. Thì hai anh em cố gắng là trong 2 ngày bán full day 10 tiếng, 12 tiếng thì sẽ gây quỹ được 50 triệu 2 ngày, tức là ngày 25 triệu. Nhưng mà vui coi. Dễ tiêu. Ừ, nhưng mà cái quy định là nếu mà vượt thì ai bán nhiều hơn thì người kia phải trung độ. Có nghĩa là nếu như anh bán nhiều hơn thì chúng ta phải đưa cho anh 10 triệu. Còn khi bán nhiều hơn thì anh trả cho nhiều 10 triệu. Còn toàn bộ số tiền quyên góp được, bán được á thì là mình sẽ chia ra. Sẽ đi một số máy ấm, đi một số viện dưỡng lão hoặc là một số cái hộ nghèo mình đưa xuống, mình tặng quà Tết rồi tặng tiền cho họ. Hy vọng là có khi là Tết này anh sẽ về đâu để mà anh chưa tính trước rồi, nó về phải tính lại, phải tính tiền tiền đâu mình đi đó thôi, tại vì nó cũng là duyên thôi mà, nhiều khi mình cũng đâu có biết trước được. Nhưng mà trong đầu anh thì chắc là anh sẽ đi máy ấm Phúc Lâm là một nè. Để sale. Đó, tại vì máy ấm Phúc Lâm thì rất là đông. Để coi gặp viện dưỡng lão nghệ sĩ chắc chắn là hai địa điểm nó sẽ đi. Còn lại một số chỗ khác nữa thì tính sau. Anh có dự định là năm nào anh cũng làm như vậy không anh? À đâu có, anh tính là có thể khả năng làm quanh năm luôn. Nếu như sau năm tập này có thể là season 1 mà mình làm thành công thì được nhiều mọi người ủng hộ, nhưng mà bây giờ chắc là làm thêm rồi đó. Và không chỉ là anh với anh Cương Dừa mà mở rộng là anh với một bạn nào đó mà
Cương vừa với một bạn nào là có thể là hoặc là anh bắt cặp với một bạn talent, một bạn celeb nào đó, một bạn nghệ sĩ nào đó, Cương vừa bắt cặp và đấu nhau. Hôm nay tình cờ gặp anh ở ngoài rất là dễ thương quá. Ôi vậy hả? Dạ. Em chưa gặp anh bao giờ hả? Dạ em chưa gặp anh, tại em ở tỉnh lên. Ồ, kênh em là gì? À, em Bùi Hồ TV. Bùi Hồ TV. Dạ. Các bạn em... fan của Colorman qua ủng hộ cho Bùi Hồ TV nha. Yeah. Dạ, em... Quê em ở đâu? Quê em ở Đồng Tháp, em mới vừa bắt xe lên đây luôn. Đồng Tháp à? Ồ, vậy anh chuẩn bị đi Đồng Tháp nè. Anh khi nào anh đi Đồng Tháp? Đồng Tháp đi Hồng Ngự. Dạ, Hồng Ngự hả? Về nhà của Thánh Súng Ngân Thảo à? À, không, anh đi cũng có công việc ở dưới. Dạ. Rồi xong chắc cũng ghé thăm bé Thảo chút. Ông không biết bé Thảo sao? Em ghé phòng với bé Thảo đi. Dạ. Bé Thảo thì em dạ. Ở quận Tháp 10. Mà Ngân Thảo thì ở dạ. Ôi Tháp 10 nhiều cái làm hay lắm á. Dạ. Kênh em được nhiêu người coi hả? Kênh em thì mới lại lập khoảng 2 tháng này. Làm vui ha? Dạ. Cho làm vui không? Dạ. Văn hóa ẩm thực vùng miền. Không, em làm chủ yếu là độc lạ thôi. Đó, độc lạ với lại đó, mở rộng đi, đừng cái gì cũng làm mới vui. Ừ, chứ độc lạ đâu ra nhiều. Dạ, anh Colorman cho hỏi là cái xe này mai mốt mình mở là quanh năm thì anh có xe là anh đứng bán hay là để cho các bạn nhân viên bán? Không, anh phải làm. Anh phải làm. Và anh dự kiến là nếu được thì một năm anh sẽ làm khoảng 20 tập. Dạ. Nếu như mà vậy đó, chia mùa này là 5-6 tập thì mùa sau là 5-6 tập. Anh qua đây đứng cho mát nè. Có thể là chia thành 1 năm là 2-3 mùa là... Tùy theo thời gian, tại vì chắc là mọi người cũng biết là anh rất là bận. Dạ đúng rồi. Cho nên là bận quá, thành ra là nếu mà được sắp xếp được làm sao cũng cố gắng. Ví dụ như anh làm phát tới Tết xong thì có thể là cái dịp tháng 4, tháng 5 anh làm thêm một season nữa. Rồi cái dịp lễ cuối năm là tháng 9, 10, tháng 9 đó, khánh thì mình làm một lần nữa. Rồi cuối năm là Giáng sinh, Tết làm lần nữa, cứ vậy đó. Thì cái lần này có 6 tập thôi. Tại vì em thấy công việc của anh rất là bận rộn. Dạ. Hôm nay cũng thật là vui lắm, tại vì cũng không nghĩ là khán giả yêu thương mình vậy. Dạ. À, mình làm thì mình cũng nghĩ đơn giản là thôi, chắc là bù lỗ rồi. Dạ. Không ngờ là over luôn như chắc à. Hôm trước em có coi cái tập của anh, em có thấy anh về Gò Tháp, về khu du lịch đúng rồi. Đông Sen Gò Tháp. Đông Sen của Gò Tháp. Anh có thấy ở đó như thế nào? Nói chung anh mê miền Tây lắm. Dạ. Và một trong những địa phương mà anh rất là thích đó là Đồng Tháp. Đồng Tháp là một trong cái ba địa phương mà có cái mùa nước nổi rất là đặc trưng. Ở Đồng Tháp mùa nước nổi, rồi mùa sen Đồng Tháp, rồi các cái sản vật ở Đồng Tháp, đặc biệt là chuột đồng của Đồng Tháp thì tôi thôi rồi. Rồi các món ăn từ sen ở Đồng Tháp nữa là ghiền lắm, cái đọt sen non nó trời ơi, ăn chung với lại gỏi, làm gỏi cái đó ăn với cá lóc nướng chui thôi rồi lượm ơi. Rồi. Rất mong anh trở lại một Đồng Tháp một lần nữa. Em tên gì? Bùi Hồ luôn hả? Dạ em tên Bùi Hồ. Rồi cảm ơn rồi nha, dễ thương nha. Dạ, dạ, fan của Colorman qua ủng hộ Bùi Hồ nha. Dạ em cảm ơn em Colorman nhiều. Bạn thế luôn hả? Bạn thế hả? Dạ dạ. Chúc cho em chụp ké anh một tấm hình. Xong được rồi, chụp luôn. Dạ dạ dạ. Để đưa họ đem chụp. Chụp máy đó rồi anh thử nghe. Cái đi nghe. Rồi, chụp nghe. Nghe lắm nè. Rồi, coi tên nè. 1, 2, 3. Ok. Đang phải đứng cái nè. 1, 2, 3. Ok. Rồi, anh có thể chụp giùm em tấm này. Rồi, ok. Rồi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cảm ơn anh rất nhiều nha. Đâu đây coi, bắn gì ra đâu rồi. Ô, quá đi, phía tay rồi bắn luôn. Anh đồn con. Những nhóm bạn con học cùng trường hết á hả? Đó là ban nhạc cùng trường con. Ban nhạc luôn hả? Ồ, wow, biết vậy mà mang nhạc cụ ra đây biểu diễn luôn hay nữa. Ha. Ăn hết rồi. Không có gì đâu, coi như là mình chưa nói gì với bé đó. Phải trốn đúng không? Sao Minh Thùy thấy sao? Công chúa thấy không? Ngon rồi sao nữa, công chúa nói nhiều lên coi. Ngon không được, ngon là dương tâm rồi đó. Bỏ ăn tâm ngon bên đi. Rồi công chúa vô em. Công chúa cũng y chang. Rồi em thấy sao? Rồi ngon nữa đúng không? Rồi đi luôn. Rồi em muốn nói gì nữa? Có nhiều đồ ăn hơn ở mấy nơi khác. Ờ vậy hả? Đúng vậy. Bác. Bác.
này nó làm sao á mọi người, thiệt nó nhạt kinh khủng luôn á. Trời ơi, mẹ ăn này mẹ thấy gì không? Hả? Ôi ghê, vô. Thấy ăn này nghiện nghiện gì em đây các bé ơi. Nửa ổ rồi. Được thật sự. Được thật sự. Tới câu chuyện bạn ơi. Diễn dở quá à. Quê quá, diễn dở quá. Tụi nó tính diễn mà diễn không tới mọi người. Nói chứ không cảm mấy bạn này chỉ biết hát rồi, không biết diễn đâu. Nên là bây giờ tới lượt Quảng Nhi nha. Quảng Nhi mới cắn cái phần đầu đó rồi nên chưa ăn được nhiều. Nên là Quảng Nhi sẽ mở cái bánh mì ra cho mọi người coi. Bên trong là Quảng Nhi là bánh mì chả, thế nên là nó có rất trời quá trời chả luôn á. Ui mà mọi người để ý đi, chả này á nó không giống như miếng chả bình thường á. Kiểu sao ta mình không biết diễn tả sao, nhưng mà bình thường mình ăn á cái miếng chả nó sẽ mướt luôn. Còn cái này giống như là đồ giống như là tự làm á mọi người, thế nên là mọi người nhìn nè. Rất là khác luôn á. Cái diễn tả sao nữa mà đó là mọi người ở đây đó mà. Rồi quy động lực lượng qua ủng hộ kìa. Bánh mì Calamen đã xuất hiện. Nói tóm lại là mọi người đã thấy là mình bán đàng hoàng nha, chứ không phải chỉ kiểm bê chụp mình giống như Khương đâu nha. Nhưng mà đang ít khách quá, có phiếu à, chừng nào đông phiếu professional mới lên phục vụ. Xã em á thì ổng gọi về muốn quyên góp cho bên anh để làm cái gì đó. Ủa ông xã em ở đâu? Ở Đức. Hồi đó anh có gọi về cho anh nói anh có nhờ quyên góp cho làm mua bánh mì để cho anh Minh Đức đó hả? Dạ. À, rồi nhớ rồi. Võ Khải á. À, anh Khải rồi dạ. Nhớ rồi. Có vậy thì anh có hỏi em thôi. Em đi từ 6 giờ sáng tới giờ luôn á. Ủa, đi từ đâu tới? Tại vì nói anh gửi hình anh nói rằng là anh bữa nay bán ở da. Em không, em không biết đường. Đó. Xong rồi anh em phải chở đi chạy vòng kiếm xong rồi phải tới cái chỗ mà anh cái chỗ công ty của anh hỏi xong rồi mới hôm nay bán ở đây. Trời ơi. Cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Con Đức. Đây là một cái thân người một thân nhân của một anh Võ Khải ở Đức. À, trước đã ủng hộ mình bánh mì từ thiện rồi, hôm nay anh lại tiếp tục ủng hộ tiếp. Và rất cũng rất xin lỗi anh Khải là tại vì ngày tối hôm qua mới biết thông tin là ở công viên Gia Định mình không có được, người ta không có đồng ý để cho đặt cái xe ở đó, nên lỡ thông báo cho khán giả rồi. Sáng nay tối hôm qua mới thông báo lại nên là rất nhiều khán giả ở bên đó và tìm không ra. Và ngày hôm nay thì một lần nữa thì cảm ơn và thật sự xin lỗi với khán giả. Và bởi vì sao, đó là cái đó mới là hay của chương trình truyền thực tế. Có nghĩa là mình dự tính vậy nhưng mà cuối cùng đùng tới giờ cuối là không được phải chạy. Và hy vọng là 2 ngày tới thì sẽ chuẩn bị kỹ hơn để đỡ chạy, nhưng mà chính ra chạy mỗi chỗ vậy đó nó mới thú vị đúng không bà con, thì mình mới đi được nhiều chỗ. Dạ cảm ơn anh Võ Khải tặng cho mình thêm 5 triệu nữa ngoài chuyện mua bánh mì nữa. Rồi cảm ơn em nha. Không chụp hình đúng hả? Dạ. Không chụp hình hả? Thôi anh em chụp tấm hình đi cho em gửi qua cho anh Khải mình đi. Chị có điện thoại không? Chưa bao giờ thấy thương quý cho đồng tiền như thế. Rồi em chụp lại thôi. 1, 2, 3, cái nữa nha. 2, 3. Như lúc đó cũng vẫn chia sẻ vậy. Bình thường mình thật sự là mình làm rất là nhiều việc, nhưng mà đối với mình không có quan trọng chuyện tiền bạc. Tiền là bạc, mình chỉ nghĩ là mình làm tốt thì tiền làm tiền nó sẽ đến, đơn giản là như vậy. Nhưng mà hôm nay thực sự là mình chưa giờ cảm thấy làm tiền nó quý như vậy, bởi vì mỗi một cái sự đóng góp như vậy là sẽ mang đến rất nhiều nụ cười, rất nhiều niềm vui cho những cái hoàn cảnh khó khăn trong cái mùa Tết này, chính vậy rất là quý. Cảm ơn anh Võ Khải lần nữa nha. Thôi. Đó. Có những ổ bánh mì là một ổ 5 triệu đồng, nhưng có những ổ không ổ bánh mì nào mà giảm cả 5 triệu nè. Đó, có
tên nhát luôn quá vậy. Nhưng mà quý vị các bạn ơi, nói như vậy không phải là mọi người ủng hộ cho Holoman mỗi mình 20.000 mà mình xem thường, không hề, tùy lòng hảo tâm mỗi người. Quỹ nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình, đúng không bà con? Nên là 20.000 của mình cũng vui nữa, tại vì nó đã over được 5.000 rồi. Và cứ thử tưởng tượng nếu mọi người chỉ cần cho mình thêm 5.000 một ổ thôi, là 1 triệu ổ là mình có 5 tỷ. Đâu có giỡn được, 5 tỷ mà làm được thì biết nào hết. Làm 5 năm chưa hết luôn á. Vui hết mùi hồi ha. Xe này khoảng bao nhiêu bạn đi được bán à? Không, các bạn